Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Em xin chia sẻ với các bác một chút về con ốc nhồi. Thì thời gian qua thì em cũng đã thí điểm nhiều, gọi là ra rất nhiều video về ốc nhồi nhé. Thì theo như bèo thì không nhất thiết là phải, nhiều bác hỏi là không có bèo tấm có nuôi được không? Không có bèo tấm thì vẫn nuôi được ốc nhồi các bác nhé. Mà có thì cũng vẫn được nhé, mà có thì các bác phải bèo tấm, thì các bác đem về các bác phải rửa và để bèo thật sạch. Còn bèo của em ở đây là nó ở đây nó tự sinh sôi ra ở đây này, thì em thả một chút xuống đây nó tự sinh sôi ra, thì em cũng có thả ốc con trực tiếp xuống đây thì không phải rửa các bác, bởi vì cái ao này của em là không có bón phân chuồng, cũng không có ảnh hưởng gì. Trong khi đó em ươm hai cái vèo ốc ở dưới này thì ốc nó không sao, thì bèo nó phát triển ra thì ốc cứ thế mà ăn. Còn nếu mà các bác vớt bèo ở ruộng hay là ở những cái chỗ nơi khác về, các bác phải rửa nhé, rửa cho cái dế nó rụng hết đi rồi các bác cho nó ăn. Còn đây là những con ốc con mà em thả trực tiếp xuống đây đó các bác nhé. Ốc thì ăn cả cái quả, quả này là quả cây xanh các bác, cây si xanh đấy, nó ăn nhé, không sao. Đầu tiên em thấy quả nó rớt xuống đây, rụng xuống đây này, cây này, cây si xanh đấy, rất nhiều quả luôn các bác. Đầu tiên em thấy nó rơi xuống đây em tưởng là sợ là nó ăn nó ảnh hưởng làm sao, nhưng mà qua một thời gian ốc ăn không không có sao các bác, ốc rất thích ăn luôn. Đấy, thậm chí nó ăn này. Đấy. Ăn còn đây là cái cây dọc mùng các bác nhá. Cây dọc mùng, cây mon đấy. Đây ở đây ốc cũng rất nhiều các bác nhá. Đây em thả, nói chung là ốc ở dưới này ấy. Ở đây một phần nó sót nó to. Ở ngoài này cái bể này này nó mười mấy mét vuông mà em thả xuống đây mấy vạn đấy. Còn đây, đây vẫn là những con ốc bên trong tráng. Trong tráng này thì bởi vì nhốt đây thì lượng nó dày hơn thì lá bèo nó ăn ác hơn này. Đây. Đây là những lứa ốc thì có thể em sẽ để trú đông cho năm tới. Giờ chỉ bằng này thôi, giờ mới nở bằng này nhưng mà thoải mái trú đông các bác nhé. Đây bên này nữa, năm nay em để trú đông với số lượng lớn thì chắc mấy chục vạn. Kín với cái tráng này nó cũng đã 4-5 vạn rồi các bạn, kín mít như cái tráng này 4-5 vạn các bạn nhé, rất nhiều. Nói chung bên bây giờ hiện tại trong hai tráng có khoảng với ngoài này khoảng mười mấy vạn thôi, còn ở dưới ao nữa. Em sẽ đưa các bác ra ao. Thì cũng giới thiệu với các bác luôn là ốc nhồi là nó thích ăn cái loại lá gọi là lá dướng ấy các bác. Cho các bác xem nhé. Này, cái lá này mà cái cây mà nó lá nó cầm vào nó rất rất rát rát tay. Các bác ốc ở ao ấy. Đây cái lá nó ăn ăn lanh toanh bành hết cái lá. Đấy, ốc có cọn to. Nó ăn rất mạnh nha các bác nhá. Đây. Đây. Ốc ốc em thì đẹp thì miến chê luôn này các bác. Không có mòn đít không gì cả. Đây, em cũng thả mấu là từ nhỏ nhỏ như kia ấy.
như lúc nãy em vừa quay đấy. Đây ốc to đấy ạ. Ốc to thì một phần cũng hơi mòn đít một chút nhưng mà không sao. Đây, ốc to chà bá luôn. Đây cái loại ô con đít con này làm sao chả hiểu làm sao. Loại này giá chỉ khoảng 20 25 con thôi, một cân thôi các bác. Đây em sẽ cố gắng lội ra ngoài này một chút để quay cho các bác xem về. Nhưng mà bước qua đây thì chắc chắn giẫm phải ốc các bạn. Đây, cái lá đây em gọi lá dướng này các bác, lá này. Đó, ốc nó rất ham nhá, rất háo ăn về. Đây, đụng 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 là ốc nó chìm. Hiện tại đã 9 giờ. Đây ốc là đụng nước là ốc nó chìm rất nhiều các bác. Đó. Khoe với các bác một chút này. Con ốc này. Đây các bác thấy không? Nó ăn làm la liệt chứ. Đó. Thì cũng qua đây chia sẻ với các bác này. Ui em giẫm qua đây thì ốc giẫm phải ốc nhiều lắm. Mà thôi. Cố gắng lội qua đây thì quay cho các bác, thì các bác cố gắng theo dõi nhé. Thì ở đây này các bác này, cái ao rong của em này, nói chung ấy em thấy nó rất hiệu quả ở chỗ là đấy các bác thấy không, về thức ăn em chỉ bỏ một hai cái cành cây lá dướng thôi, còn phần lớn là ốc ăn bèo, ăn rong rêu. Đã, cả rêu này ốc ăn nhá các bác nhá, rong rêu này, đây rong này rêu này ốc ăn hết các bác nhá. Ốc phát triển đều đẹp này, cái rong cũng thế. Thì các bác mà cứ nghe em đi, các bác gặp rất nhiều trường hợp. Thứ nhất là chia sẻ với các bác luôn là để mà nuôi con ốc này cũng không dễ đâu. Em cũng đã nuôi 3 năm nay, để mà thành công thì chưa dám nói là thành công, nhưng để có ốc thì em cũng đã có ốc, để giữ được ốc em cũng đã giữ được ốc. Chia sẻ với các bác là con ốc ấy, có rất nhiều anh em chỉ nuôi rồi mua về rồi nuôi rồi thất bại thì sẽ nản các bác nhỉ. Ai cũng vậy thôi, gặp thất bại thì sẽ nản, nhưng đối với em thì không nản nhé. Bởi vì em tìm tòi với mày mò rất nhiều cách. Bây giờ hiện tại ốc của em thì cũng đã đủ, mỗi năm tăng thêm một chút. Gọi là trong 3 năm mỗi năm giảm chết đi một phần. Chứ chết rồi mà mình không nghiên cứu là nó cứ chết mãi và sẽ không bao giờ nuôi được. Là các bác nản thì sẽ không bao giờ được. Các bác hãy chịu khó lắng nghe, thấy tham khảo qua nhiều mô hình, qua nhiều video. Các bác không đến tận nơi được, các bác cố gắng theo dõi các video của các những anh em đi trước cũng như em thôi. Thì các bác đam mê cái gì thì bác làm ở đấy. Thì em chia sẻ là thật sự mà nói thì chính cái ao này, này năm trước nhé các bác nhé, cái ao này năm trước em đã bị chết đến vài tạ ốc, nó là chuyện bình thường đó. Nhưng mà vừa rồi em đã nuôi được bao nhiêu là ốc bố mẹ qua đây và đẻ bao nhiêu trứng, đấy cũng gọi là một thành công nho nhỏ thôi. Nên là các bác có nhiều bác ấy hỏi là nuôi ốc ra sao, nuôi như thế nào, thì em cũng trả lời là trên video của em thì nó cũng chưa gọi là cụ thể. Các bác có nhá ý muốn nuôi thì các bác hãy gọi điện cho em để kể cả về con giống đến mọi cái kinh nghiệm thì cùng nhau đi lên. Em thì ốc của em không thuốc thang gì các bác nhá. Em xin thông báo là ốc của em là không một cái thuốc thang gì luôn, chỉ nuôi tự nhiên, lâu lâu thả một vài cái cành. Nhưng mà các bác muốn tạo ao tự nhiên ấy thì các bác phải gặp em. Thì đấy, cái ao tự nhiên thì các bác thấy không, đấy rong rêu nó phải mọc đẹp như này. Đấy, cái cây này nhá, cây này ở chỗ em mỗi em có đây này, có rất nhiều nơi không có này. Cây này là gọi là bèo tai tượng, em gọi là bèo tai tượng. Cây này mà lá nó già đi, nó úa xuống là ốc ăn. Đây,
Đây mình trứng nó là đẹp. Đấy, ốc nó rất thích ăn nhé. Mà lá nó úa xuống ấy, nó rất mềm. Là con ốc nó ăn luôn. Đây, các bác nhìn này. Đấy, nên là cây này em thấy nó là rất hữu ích. Bởi vì cây này nếu mà để nó mà mọc kín hết như này này thì tương tự là nó cũng này thành một cái mái để che mưa che nắng cho con ốc, làm mát nước, xử lý nước, bởi vì nó đâm từ mặt bùn lên. Và cây này có tác dụng là xử lý nước sẽ tốt hơn bèo. Đấy, nên là nước em ấy, nó cũng sạch luôn. Thấy sạch này. Để nước mà sạch quá không tốt đâu bác nhá. Ý là nhìn nước nó trong trong vừa vừa trong nó có màu rêu màu ấy một chút, còn trong veo mà gọi là không có chút màu nào cũng không được. Còn cách gây màu em cũng đã chia sẻ với nhiều video trước đấy. Này các bác thấy không? Ốc của em hiện giờ cái ao này em quay mấy lần video rồi. Thì bây giờ đấy ốc cũng đã lớn và lớn tự nhiên luôn. Vậy nếu mà con ốc một khi nó đã lớn được tự nhiên như vậy, em không có nghĩ là nó sẽ bị sưng vòi hay cái gì. Đấy, thì qua đây chia sẻ các bác này. Theo em thiết nghĩ thôi các bác, con ốc nó rất nhiều bệnh và có rất nhiều người không thể nuôi được ốc ấy. Thì với lý do là ốc mình nuôi là mình không tạo được cái ao tự nhiên. Thì con ốc nó sẽ phải tìm thức ăn cho nó đúng không? Nhưng mà đối với em gây dựng được một cái ao nó tự nhiên như này, có cả cây mon này, cây rong, cây rêu đủ kiểu các thể loại như này, tỷ lệ ốc chết thì nó rất thấp các bác. Năm trước thì lúc đấy em chưa gây dựng được ao tự nhiên như này này thì ốc em nó chết là do thức ăn, phần lớn nó do thức ăn. Còn bây giờ nếu mà các bác mạnh dạn mà suy nghĩ có gì thì để lại lời bình luận bên dưới cho em. Theo em ấy, con ốc ấy thì ngày xưa ở ngoài tự nhiên ấy nó chỉ là nó có chết đâu các bác, nó chỉ nhiễm nước, nó nhiễm nặng quá mà những năm nó rét quá thôi. Còn nó không sinh sôi nổi là vì trứng nó để ngoài tự nhiên mà cái gặp phải ánh nắng trực tiếp mà nó trứng nó khô quá, nó chết cái phôi đi thì nó sẽ không phát triển, nó không sinh sôi được nhiều như bây giờ hiện tại mình lấy trứng về ấp. Nhưng nó lại ít khi mình gặp con ốc nó chết ở ngoài tự nhiên. Tuy nó ít nhưng mà nó không có chết các bác nhé. Nó chỉ là không sinh được, không nở được quả trứng nở ra nó không đẻ, nó đẻ quả trứng nó tỷ lệ nở nó thấp thế thôi. Nhưng thế là mình em cũng rút ra kinh nghiệm là thế này. Thế mình sẽ tạo một cái ao nó tự nhiên. Và đã là một ao tự nhiên ấy thì nó cảm thấy bản thân nó muốn ăn cái gì thì nó ăn cái đấy. Mà nó ăn được cái gì nó ăn cái đấy. Chứ còn các bác mà không tạo được cái ao tự nhiên thì các bác không ném thức ăn cho nó thì nó sẽ không lớn được. Mà đã ném thức ăn thì thứ nhất là thức ăn ô nhiễm, thứ hai thay đổi thức ăn thì con ốc nó thấy lạ, nó cũng ham ăn, nó sẽ trông lớn thôi. Nhưng mà thức ăn không đảm bảo, ăn món này lại ăn món kia thì nó sẽ sinh ra cái bệnh sưng vòi, bệnh đường viêm đường ruột thì nó sẽ chết. Còn nó đã thức ăn tự nhiên ở đây ao em nó chỉ có rong, có thể là chỉ có rong, có rêu, có bèo này, nó ăn mái cái này nó quen rồi, nó chả bị làm sao cả. Mà nó ăn ấy, nó có sắn ở đấy, nó ăn cái lượng nó vừa đủ đấy. Nó không thấy ham bởi vì nó thấy thức ăn đấy nó là như mình ăn cơm ấy, chán thì chả phải chán, chán cơm thì thèm đất ở các bác đúng không? Còn nó mà bảo cắm chán cái thức ăn tự nhiên như cắm rong riếc thì nó đã không lớn và nó cũng sẽ chết. Nhưng mà tự dưng sao nó có thể chán được, cũng như con người mình đâu có phải đi chán cơm đấy. Nên là chia sẻ đây thì các bác lắng nghe em và sẽ theo dõi em bằng cách xem là em có làm thành công hay không về cái thức ăn tự nhiên cái ốc. Thì em chia sẻ nhé, nó không phải một thứ các bác. Bên này này, bên ao này này, bên ao này trước em có thả nhá, bây giờ em để nó cỏ mọc tự nhiên này. Những cái cây này, cây ngó mon này các bác, em trồng cây ngó để làm gì? Cây ngó là để sau này nó phát triển ra, con ốc ăn nó cũng không ngứa. Ốc thì không chê thứ gì cả. Lá đu đủ này, rất ngứa này. Nào là đắng này, ngứa này, đủ kiểu, chua, ngọt, hoa quả, chua, ngọt, ăn hết các bác, không chê cái gì cả. Nhưng mà cái đấy là mình, nếu mà nuôi số lượng nhiều, mình cũng không thể chủ động được. Ví dụ cái ao này các bác ấy, để mà chăn thì các bác
chăn bằng thức ăn ấy mà nó tầm đôi ba tạ ốc ấy, nó cũng ăn khá nhiều các bác nhé, ăn rầm rầm luôn. Nhưng mà các bác mà tạo tự nhiên, cái tự nhiên nhất của em là em trồng rong. Đây, đây áo ốc bố mẹ của em đã xuất hết đi. Để quay các bác. Đây. Ao ốc bố mẹ thì có này. Đây, chia sẻ các bác này. Đây, đây là những cây rong em đang trồng này, nó đang lên này. Đấy các bác nhìn không? Nhìn xa xa một chút này. Toàn là những cây rong đuôi chó này. Còn đây là những cây ngó mon này, đấy. Cây ngó này. Đấy nhá, cây ngó nhá các bác nhá. Cây này người còn có thể ăn. Chữ ốc thì nó quá ok rồi. Và những cái bèo này. Còn ao thì bây giờ em chưa thả này, em đang trồng. Em để nó thật tự nhiên. Đấy các bác thấy không? Bèo thì em cũng để nó tự nhiên này. Bèo thì nó phát triển thế thôi. Còn rong rêu sau này nó kín hết lên. Những cái cây mon này này. Lá nó già đi, nó úa xuống thì ốc nó ăn. Cây cây ngó này này. Đấy các bác sẽ tạo một cái ao nó tự nhiên như vậy thôi. Thôi thì nếu mà ốc mà nó mà nuôi ốc sinh sản thì mình bổ sung thêm một chút những hoa quả. Nó gọi là cây nhà lá vườn như đu đủ chẳng hạn. Đấy, những cây đu đủ chẳng hạn, cây sắn, cây diếc ở gần nhà mình thôi, chứ các bác không cần phải là đi ra mua thêm hoa quả gì gì cả. Đấy, còn em có, em không phải có hai thứ nhá các bác nhá. Còn những ao dưới kia toàn là những cây rong, cây bèo, em để nó gây dựng một cái ao tự nhiên ấy, nó cũng rất đơn giản thôi các bác. Những cái cây rong không có thì mình để em xuống trồng, tách những cây ngó, cây mon ra trồng thêm vào. Đó, đơn giản vậy. Thì thôi, cảm ơn các bác đã theo dõi. Bác nào nếu thấy cái em chia sẻ thấy thú vị, các bác hãy cho em một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh, ấn nút like, nút chia sẻ để cho rất nhiều anh em được biết về cái nghề nuôi ốc này. Nó cũng gọi là một cái nghề các bác, chăn nuôi mà, trong trồng trọt chăn nuôi. Thì cũng không chia sẻ, có rất nhiều bác nuôi rồi sẽ bỏ nhá. Bởi vì em tin chắc rằng có rất nhiều bác nuôi nhiều năm rồi thì sẽ không bỏ nữa, bởi vì là sẽ rút kinh nghiệm dần dần. Còn những anh em nào mới bắt đầu đi vào nuôi, gặp một lần rồi sẽ bỏ, chắc chắn sẽ bỏ. Rồi sẽ gặp ốc chết rồi sẽ bỏ đấy. Đấy, xin chúc tất cả các bác thành công trên con đường lĩnh vực nuôi ốc. Vậy nhé.